Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào thử thách thứ hai nha mấy đứa. Không biết lần này nó sẽ đưa chúng ta đi đâu đây. Thầy có nhớ phần 1 không thầy? Phần 1 thầy bị một con Huggy gượt rồi đúng không? Phần này á, thầy sẽ bị 13 con Huggy gượt xong rồi kéo thầy xuống nước gặp con Maya rồi sẽ gây tập thể. Ngày hôm 7 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào như thế này mà. Sử dụng bàn tay màu xanh này để mở cánh cửa của tàu lửa và thoát ra khỏi đây thôi, quá dễ luôn. Gì vậy? Trời ơi, thầy tưởng vô đây muốn vô là vô, muốn ra là ra hả thầy? Không có đâu, giờ thầy phải giải mã mấy cái này nè rồi thầy mới ra được. Đó, quá trời màu luôn, quá trời lựa chọn luôn. 1, 2, 3, 4 rồi màu rồi hình nữa. Giờ thầy phải đi kiếm mấy cái manh mối á thầy mới ra được thôi. Vì sao mà nó lằng nhằng quá vậy? Có đi bộ được không? Cho thầy đi bộ đi, khỏi cần đi tàu lửa này cũng được. Trời ơi, giờ phải kiếm ra mấy cái này nữa mới biết đường đâu kiếm. Vậy thì thầy cứ đi theo tụi em sẽ dẫn thầy vô cuộc phiêu lưu tiếp theo. Ok. Tên 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 tên, chào mừng thầy đến với thử thách tiếp theo. Thử thách này thầy sẽ được gặp lại Huggy. Dạ thầy chuẩn bị xe gây tập thể đó hả? Trời ơi, ngừng lại đi, đừng có vô trong đó mà. Ngừng lại đi, từ từ. Trời ơi, thầy cứ yên tâm và bình tĩnh đi. Vô trong này còn chạy ra được mà. Cái cửa nó đâu có đóng đâu. Thầy chỉ cần vô tham quan là được rồi. Cái này là nó cho thầy quay trở lại tuổi thơ, những ngày thơ ấu ở chuồng tắm mưa nè thầy. Vậy là cánh cổng này, ở lộn cánh cửa này nó không có đóng lại đúng không? Rồi ok, không đóng lại thì sợ gì mà không vô khám phá đi mấy đứa ơi. Dài, mấy cái lỗ này là... Ê, cửa nó đóng lại rồi. À, mở ra, trời, mở cửa ra. Ê, hello. Mình không hớt được bao con trai. Rồi vậy lần này xong rồi, gần ngày tới công chuyện nữa rồi. Cái gì đây, hướng dẫn chơi trò gì nữa đây? Dạ để em giới thiệu với thầy về cái trò chơi này nha. Bây giờ thầy ngồi xuống ghế đúng không? Người ta lấy cây, người ta chọc cho giò thầy, cái thầy đá lên. Cái nó qua màn 1, cái đến màn 2. Đó, màn 2 là thầy sẽ được sử dụng cái tay của thầy. Rồi cái trong cái lỗ, trong cái lỗ thầy để cái lỗ màu đen đúng không? Nó chỉ có màu đen, cái tự nhiên nó xuất hiện Huggy ra. Đó, cái Huggy nó cười với thầy, thầy cười với nó, cái nó cắn thầy hết game. Ơ ổng, cái thầy lấy cái tay thầy chọc nó, hiểu không? What the hell? Thôi em đừng nói nữa, chắc là thầy dễ hiểu hơn á. Rồi bây giờ là làm gì? Bây giờ là thấy mấy cái lỗ này là chọt tay vô đúng không? Dạ đúng rồi đó thầy ơi. Thầy thấy hai cái bàn tay của thầy không? Đó, thầy chọt vô hồi nó còn có một cái màu vàng không, còn hai bàn tay thầy nó đi du lịch luôn rồi. Ê mấy đứa, mommy lông lét ra tới nữa nè mấy đứa ơi. Trời đất ơi, cho mượn cái chìa khóa xe lửa để rời khỏi đây đi mommy lông lét ơi. Ảo thật đấy. Chỉ có làm thì mấy quan. Trời ơi, chơi gì mà chơi tắt điện tôi thua vậy, sợ tốn tiền điện hả? Trời, chơi mới mở điện cho người ta chơi chứ. Ê, cái gì vậy? Cái gì vậy? Rồi giờ chơi làm sao? Bình tĩnh thầy ơi, bình tĩnh thầy ơi. Bây giờ á, thầy coi mấy cái lỗ nha. Huggy mà nó chui ra từ mấy cái lỗ đó thì thầy lấy tay thầy chặn nó lại, không cho nó chui ra nha thầy. Được rồi, để thầy tập trung và bắn con mắt ra để thầy coi. Ơi, nó kìa. Trời đất ơi, đi đây nè. Ủa sao Huggy nó nhiều màu quá vậy? Ê, đây phải không? Ôi trời ơi, kìa. Ây, nhiều quá vậy, giờ phải mở mắt thiệt là bự luôn mới nhìn được trong bóng tối mấy đứa ơi. Căng quá. Đâu rồi? Ok. Còn nữa không? Ôi, còn lại ơi, trời thầy năm hụt nữa. Ây, đi vô đi. Nhanh tay lên mới được thầy ơi, Cẩn thận nha thầy, mấy cái chỗ tối á là tụi nó trốn ở đó mà thầy không nhìn thấy á. Đây nè, trời ơi, xíu nó lại nhảy ra ơi thầy. Ôi, âm thanh càng ngày càng nhiều luôn thầy ơi, chậm ra thầy ơi, trời ơi, đúng rồi. Nữa đi thầy, bên này, trên này thầy ơi, ở dưới này, đúng rồi thầy, hay quá thầy ơi. Trời ơi, cho miếng ánh sáng đi, hết tay đường rồi, trời ơi, vừa âm thanh mà vừa không có ánh sáng nữa. Mà cái tiếng tụi nó càng ngày càng bự lần sau vậy. Rồi, có bao nhiêu thì ra lẹ đi, lần này con mommy lông lắc này á, nó nhân giống ra nhiều con Huggy quá mấy đứa ơi. Trời ơi, nhiều đến nỗi là không nhớ hết được màu luôn á. Đi vô. Trời ơi, nhiều quá. Nhưng mà không biết chừng nào nó mới kết thúc được đây. Không lẽ chơi từ đây tới cuối cuộc đời luôn hả mấy đứa? Mà thầy cũng đừng sợ thầy ơi, nó chỉ hù thầy thôi. Lần này em thấy là mấy con Huggy này nó nhỏ xíu à. Nó không có cao với bự bằng con Huggy của phần 1 đâu thầy. Đó, nên thầy cứ chơi thoải mái đi, nó chỉ ra để cho thầy giải trí thôi. Rồi, thầy cứ chơi đi, thầy đừng có sợ gì hết trơn á. Nó đâu có tấn công thầy được đâu. Hay quá thầy ơi, thầy rất là chuyên nghiệp luôn. Dạy, con đứa này này, dạy. Bạn thân ơi, hơi vui rồi nè. Hòa nhịp cấp 3.
Trời đất ơi, tối thui thầy đâu có thấy đường đâu mà chọc, mà nó còn ra nhanh nữa. Đứa nào chơi được ra gánh cho thầy đi. Để em. Sáng sớm thức dậy, anh bỗng thấy mình quá đẹp trai. Trời, mấy con này em xử lý trong vòng một nốt nhạc thầy ơi. Tại vì ở dưới địa ngục của em không có điện, như không có wifi luôn. Em đi trong bóng tối ghi quen rồi. Trời ơi, con mommy long lách này sao nó nói nhiều vậy thầy. Đưa em vào vấn đề chính đi. Thả mấy con Hugi ra đi. Đừng có nói nữa. À đồ, tắt đèn luôn làm hết hột rồi. Để ra đây anh Mai Xương Đen đi đường quyền với mấy em nè. Ra đây. Mommy long lét. Coi kỹ nè nha. Anh chỉ là một lần duy nhất thôi đó. Nó chưa ra là anh đã trưởng nó được rồi. Rồi trưởng nè đó. Như Lai thập bất trưởng. Rồi trưởng hụt không vậy. Đây. Chỉ là khởi động thôi. Đây ra đây. Bao nhiêu con cũng được. Mai Xương Đen ra tay đây. Bao nhiêu con mà bạn phải đập nó trong ngày hôm nay để mình công tất cho Huy. Dạ. Chuẩn bị cho màn tiêu lao lộng mommy lộng đất chuẩn bị đây. Trời, nè, trời ơi, chuyện này quá dễ luôn. Đáng tin tưởng luôn, giờ có bảo đèn lên thì ta cũng như vậy thôi. Hay quá mà Xương Đen ơi, chiến thắng rồi mà Xương Đen ơi. Yeah, lớp mình đã chiến thắng rồi. Mommy long lách, mau đưa Diễm My ra đây. Ủa lộn, mau đưa bản đồ và chìa khóa xe lửa ra đây. Cái gì? Mau đưa cái bản đồ cái gì đây? À cái màu sắc gì đây? Sao không đưa chìa khóa mà đưa màu sắc gì chi vậy? Rồi sẵn có lòng tốt thì mở cửa cho ta đi ra luôn đi. Chứ đừng có bắt ta trong này nữa. Tao không có chơi trò này nữa đâu. Tính ra thì cái trò chơi này chơi cũng nhàn á thầy. Chơi từ cái phần 1 tới phần 2 cái muốn sang chấn tâm lý luôn à. Giống mình đang tham gia Squid Game mà phiên bản một người chơi á. Kiểu như sống thì ra mà chết thì thôi á. Có mình à. Mà chơi như đủ trò hết trơn. Ê, con đường đi tới vinh quang đây thầy ơi. Cái gì vậy? Rồi, con đường. Ôi, có cánh tay của người giống mình nè thầy ơi. Người ta chưa có được bàn tay màu xanh là người ta đã bay màu ở đây. Rồi, đóng cửa luôn rồi. Chưa có được bàn tay màu xanh nữa là người ta bay màu rồi. Vậy là mình may mắn lắm đó thầy. Rồi, có đường lên rồi, yên tâm rồi, có đường. Ủa, cái đường gì vậy? Dạ, đây là cái đường tình duyên của thầy á thầy. Đó, thầy thấy không? Nè, có chỗ có chứ không, có chỗ đứt khúc và có chỗ đứt ngang luôn. Trời ơi, đường này sao đi? Ê, ôi trời, nhảy không được mấy đứa ơi. Cái đường này sao đi? Em đã nói với thầy từ đầu game rồi, thầy phải vận dụng tất cả những kỹ năng mà nó cho thầy. Đó, bây giờ thầy đánh đu đi, thầy làm tặc găng đi. Cái này đu lên là có gãy găng đó chứ tặc găng gì. Ôi, thầy thấy phía trước rồi, phía trên được kìa. Nhưng mà sao chụp được ta? Ê, được nè. Lên được mấy đứa ơi, lên được mấy đứa ơi. Rồi, chuẩn bị nha. Lên nha. Ê. À, được cái tượng nữa nè. Rồi, cuối con đường là chúng ta leo lên luôn nha. Trời, hên quá. Tưởng đâu mà cao chút nữa là té bay màu nữa rồi. Té một cái nữa là xóa game luôn á. Rồi, leo lên đàng hoàng nè. Không té nữa. Vận dụng kỹ năng của tặc găng. 1, 2, 3, lên. Nó quá đã luôn. Trời ơi, thầy điêu luyện quá thầy ơi. Thầy đừng có chọc vô mấy cái này, nó la lên sùm lắm thầy ơi. Ôi, thầy chọi xuống dưới gất chết mommy long lách đó thầy. Rồi, tới hầm mỏ Minecraft luôn rồi mấy đứa ơi. Rồi, có cái đường đi xuống địa ngục luôn nè, lộn đi xuống đâu luôn rồi nè. Ôi, này giống xuống địa ngục thiệt luôn á. Mà bị mấy miếng gỗ này khóa lại rồi. Thường thường là khóa bằng mấy miếng gỗ này là chúng ta phải đập nó thì mới đi xuống dưới được. Phía trước còn bao trăm gai, còn con Hugi thì vẫn đứng đó đợi thầy. Đợi thầy lú ra nó nhai đầu thầy. Rồi, đường này khóa cửa rồi thầy ơi. Bây giờ chúng ta chỉ còn một con đường cuối cùng là rút ổ điện của máy tính là chúng ta sẽ thoát được game. Tất cả đều đúng, hợp lý. Đi, nãy giờ không có thấy cái manh mối nào hết trơn thầy ơi. Bây giờ có thể... Ừ gì vậy? Ôi, Hugi kìa thầy ơi. Chết rồi. Chạy thầy ơi. Trời, lần này nó đò người. Hugi ra nó nhai đầu hết cái lớp mình. Ủa, Kissy. Ôi, lần đầu tiên gặp Kissy kìa. Trời, Kissy ơi, nếu mà bị mommy long lét đó, nó bắt làm chuyện này thì ra tín hiệu cầu cứu đi. SOS đi. Hình như là Kissy nó chuẩn bị kéo
lửa xuống rồi thầy ơi, chuẩn bị chạy đây ơi. Ôi gì vậy, chạy à? Ơi ơi, nó chạy trước mình đó thầy ơi. Ê Kinsey ơi, Kinsey, trời ơi cái cửa gì mở lâu như vậy Kinsey? Bóng ai đó nhẹ nhàng vụt qua nơi đây rồi. Trời ơi, Kinsey nó đã đi rồi, bây giờ chỉ còn có Messi thôi. Messi rồi. Si cầu que luôn mày ơi. Kinsey nó đi đâu mất tiêu rồi. Nó lại nó giúp mình mở cánh cửa, nó ra rồi đi đâu rồi thầy ơi. Ôi à, à đây rồi. Thì ra là con đường về nhanh nhất không phải là cái tàu lửa kia, mà là cái toa tàu lửa này. Đó, mình nhảy lên cái toa tàu lửa này thì mình chạy về thôi. Ôi, ôi sao đóng lại nhanh vậy? Rồi, bây giờ cái này mới là thử thách của chúng ta nè. Đi qua bên kia lấy điện xong rồi chạy qua bên này để cho nó mở cửa nè. Rồi, chỉ có một cái chỗ lấy điện duy nhất thôi đó hả? Còn cái này không kéo lại được luôn. Em thầy ơi, cái chuyện mà sử dụng tốc độ thì để cho em. Em sẽ giải cứu tất cả mọi người khỏi cái cửa ải này. Này, để em lấy điện. Đó. Rồi luôn, quá dữ luôn. Rồi, ủa? Lấy điện bên này. Rồi, xong. Rồi, em hiểu rồi. Em hiểu được định lực vật lý rồi. Đó, mở thêm cái nữa. Ok luôn. Tốc độ của zombie là bằng tốc độ của con Lamborghini lúc mà nó không có chạy nha. Mà lúc mà Lamborghini nó chạy thì mình cũng chịu thua luôn. Rồi, giờ mình qua tới đây mình làm gì nữa giờ ta? Đây, kéo cây này xuống. Rồi, mở cánh cửa thứ hai. Rồi, lấy nguồn điện cái. Đó, lấy nguồn điện. Qua đây, gắn bên này. Rồi, xong mình chạy qua bên này. Cái mình chui xuống cái lỗ này. Ê, ở ngoài không ở thì chui vô cái lỗ làm gì zombie? Tôi thua vậy. Zombie, đừng có chui vô cái lỗ. Đi đường kia kìa. Trời đất ơi. Ê, rồi, xong rồi. Bị kẹt ở đây luôn rồi kìa. Zombie này thiệt chứ, nãy chạy qua bên này thì đâu có bị kẹt đâu. Thấy chưa, thầy cản bước em chi à. Bây giờ chúng ta cũng phải chui xuống cái lỗ này à. Nhưng mà này là đường cục hay sao á thầy ơi? Em không có thấy đường gì hết trơn á trời á. Ủa? Ở cái này leo lên. Leo lên. Rồi, để đi lùi nha, đi lùi mới thấy được ánh sáng. Chứ mình đi thẳng là mình không thấy được gì hết trơn á. Rồi, đó, trời ơi, tưởng đâu xa. Ngay phía này luôn. Rồi, nếu mà điện á thì thầy làm được. Còn chạy nhanh á thì thầy không chạy được. Để thầy làm điện cho. Rồi, ok. Lượm nha, 1, 2, 3. Chạy. Hơi. Thầy lỡ tay. Làm lại. Rồi, lỡ tay nữa rồi. Để chui qua. Đó. Rồi, xong. tưởng gì nè, gắn vô đây. Rồi, qua luôn. Qua. Rồi, kẹt nữa rồi. 15 minutes later. Thầy đang coi thời sự tập cuối nha mấy đứa. Để thầy nghiên cứu cái ơi. Ông áo vàng này ông nói gì không biết nữa. Nhưng mà coi gắn coi cho hết đi rồi mình chơi tiếp. Chứ thầy chạy nãy giờ thầy mỏi chân lắm rồi đó. Thao tác nhanh phản xạ lẹ nha thầy. Nếu không thôi là nó không kịp đâu thầy ơi. Đó, một. Rồi, thầy rút ra. Đó, thầy ghim qua bên này. Ơi, ghim qua thầy ơi. Rồi, xong, thầy lấy bên này thầy ghim qua cái nữa. Trời ơi, thầy chọc hụt không vậy. Rồi, thầy ơi, thầy. Rồi, được rồi. Trời ơi, thầy làm em hối, làm thầy làm không được gì hết trơn á trời á. Rồi, xong, bây giờ tới cuối cùng rồi đúng không? Đẩy xuống dưới là chúng ta có đường đi tiếp đúng không? Dạ, thẳng tiến luôn thầy ơi, thẳng tiến chúng ta sẽ rời khỏi công ty này. Đó, không có gì có thể cản bước chúng ta được nữa. Lẹ lên chiếc xe ơi, xe gì đâu mà chậm quá vậy. Đó, thầy nhảy lên đi thầy. Thầy nhảy lên em đẩy thầy ơi. Đó, thầy nhảy lên nha. Em đẩy thầy thẳng xuống dưới địa ngục luôn. Yeah, thời khắc quan trọng tới rồi. Rồi tới chưa? Trời ơi, trời này mà nãy mà thầy ngồi trên chỗ này chắc thầy bay màu luôn á. Quẹo phải, hãy quay xe. Rồi, bây giờ tới chỗ gì sửa điện nữa nè. Ôi, ở đây là ở đâu nữa vậy? Thầy ơi, cái chỗ gạch có màu này thấy quen lắm á thầy. Ơi, căn phòng này chứa gì ở trong vậy? Wow, quá trời, cái bao tay cao su level 1 luôn. Bao tay của mình bây giờ đã được lên level 2 rồi. Đó, mấy cái kia là cùi bắp. Rồi, thoát ra thôi, còn chờ đợi gì nữa. Mình đâu có cần lấy mấy cánh tay này nữa. Bây giờ mình ra rồi. Rồi, đi thôi, mấy đứa ơi. Đang ung dung trên trời, đập mình sinh năm nay xuống chơi. Ôi, ủa, gì kìa, không phải ra ngoài mà ra này nữa thầy ơi. Trời ơi, nãy đi đường nào giờ về đường đó mà mình không biết luôn á.
bó tay chấm cơm. Vậy là còn phải làm thử thách nữa hả? Trời ơi, rồi thử thách tiếp theo là cái gì? Mấy đứa bình luận cho thầy biết nha. Nhớ nhấn like, chia sẻ cũng như là bình luận video này ủng hộ cho thầy cũng như MV Channel nha mấy đứa. Giờ chúng ta vô thử thách thứ 3 thôi.